nhờ được không ạ? Tại em đang gấp quá. Lên xe đi. Cô làm gì mà vội vàng thế? Có người chuyển tiền nhầm vào số tài khoản của em, mà cái tiền đấy người ta dùng để phẫu thuật, nên là bây giờ em đến đấy để em chuyển lại ạ. Thế đi luôn thôi. Dạ. Alo ạ? Anh cứ yên tâm nhá, em sẽ chuyển tiền lại cho anh ạ. Mặc dù là chúng ta không quen biết nhưng mà anh cứ yên tâm nhá. Cái gì? Cô vừa nói là cô không quen biết người chuyển tiền á? Dạ vâng ạ. Sao anh lại có số điện thoại của chúng tôi? Tôi gọi cho cảnh sát, họ cho tôi số điện thoại. Vậy thì để công an gọi điện cho chúng tôi. Gọi điện báo cảnh sát đi nhanh lên. Sao lại thế ạ? Đây là chiêu thức lừa đảo mới đấy. Mà nãy em nhận được 5 triệu mà. Cô chắc chắn sẽ mất toàn bộ thông tin cá nhân. Bọn lừa đảo sẽ sử dụng thông tin cá nhân của cô để đăng ký các khoản vay tín dụng online, rồi mượn cái mác là chuyển nhầm tiền. Chúng sẽ yêu cầu cô hoàn trả lại số tiền mà chúng bỏ ra. Một vài tháng sau thôi sẽ có giấy thông báo các khoản nợ đến tận nhà cô ấy. Trong những tình huống như thế này, tốt nhất là cô nên tỉnh táo trước khi hành động, đừng để bọn xấu lợi dụng lòng tốt của mình. Giờ này mà còn chơi game à? Sao trong máy tính toàn tệp game thế này? Em có chơi game bao giờ đâu. Các bạn gái chú ý, khi không sử dụng webcam nữa thì nên che camera đi. Laptop của em nên đi sửa rồi. Sao lại sửa? Em mới sửa hôm trước mà. Đứng lên, đi thôi. Lần trước em sửa trong kia à? Vâng, em tìm trên mạng ấy, rẻ lắm. Lần sau dùng laptop phải chú ý em nhá. Anh thấy là máy em bị dính virus rồi đấy. Anh ấy sửa vừa nhanh lại còn rẻ nữa chứ. Tiện thể anh dán hộ tôi cái màn hình. Tính em chú đáo cẩn thận thật đấy. Có sao chăm sóc cây cảnh giỏi thế. Anh ấy sửa vừa nhanh lại còn rẻ đấy chứ. Quá đáng. Tại sao hắn ta biết nhà chúng ta trồng cây? Máy tính qua tay anh ta sửa phát hiện nhiều phần mềm lạ. Cầm được máy tính anh ta liền kiểm tra camera, xé băng dính chị đã dán trên đó đi. Chưa từng đến nhà chị em mình nhưng lại biết chúng ta trồng cây cảnh. Nếu trong quá trình sử dụng máy tính phát hiện thấy điều gì bất thường nên ngừng sử dụng để kiểm tra ngay các bạn nhé. Tài khoản của tôi vô duyên vô cớ bị trừ mất 21 triệu này. Alo ạ? Đây có phải là số điện thoại của anh Thắng không ạ? Đúng rồi, Thắng đây. Hiện tại thì anh đã thanh toán khoản là 21 triệu trên ngân hàng. Có phải là anh đã thực hiện thao tác đấy không ạ? À không không, chị ơi, tôi có giao dịch gì đâu ạ. Trên hệ thống của em cũng hiển thị là anh không phải là người thao tác đấy. Bên em sẽ hỗ trợ là đóng băng tài khoản luôn. Anh có cần luôn không ạ? À vâng vâng. Bên em sẽ gửi cho anh một mã xác nhận. Xong rồi anh nhận được mã thì anh đọc lại cho em nhá. Dạ ok ạ. Có phải dạo gần đây ông hay truy cập vào những trang web chứa virus đúng không? À, đúng rồi. Bọn chúng lừa lấy mật mã tài khoản ngân hàng của ông rồi. Bọn chúng lấy danh nghĩa của ông để mua đồ. Sau đó lừa cho ông tin rằng số tiền đó đã bị chuyển đi để lừa lấy mã xác nhận tin nhắn. Mục đích của việc lừa lấy mã xác nhận tin nhắn là chuyển hết số tiền còn lại trong tài khoản của ông đi đấy. Cô vừa nói là trên hệ thống của cô hiển thị rằng không phải người này thao tác sao? Hệ thống của cô cũng thông minh thật đấy. Mau đi đến ngân hàng kiểm tra tài khoản và đổi mật khẩu đi. Ôi, xe chị đẹp thật đấy. Alo. Cô là chủ nhân của chiếc xe Camry màu trắng biển 32E. Đúng rồi. Bây giờ bên trung tâm sẽ tiến hành hoàn trả phí bảo dưỡng xe trước đó đã thu của cô. Một lát nữa bên tôi sẽ gửi cô một tin nhắn về quy trình cụ thể. Cô cứ dựa vào đó rồi làm. Số điện thoại là ẩn danh, không nói rõ là tên trung tâm nào. Hoàn trả phí mà không cần ký xác nhận. Mình bấm vào liên kết không chuyển tới app mà lại chuyển tới một trang web. Chắc chắn là bọn chúng lừa qua số điện thoại trên xe rồi gọi cho mình. Mình mà nhập mật mã này thì... Xin hỏi là chị thao tác xong chưa ạ? Cốt! Không sao đâu, tôi nhiều số điện thoại lắm. Đây là một chiêu thức lừa đảo khá mới mẻ. Mọi người đừng dễ dàng truy cập vào link mà người lạ gửi tới và đăng nhập tài khoản ngân hàng để tránh bị mất tiền oan nhé. Tôi là Abby, hãy theo dõi tôi sẽ giúp bạn tránh xa nguy hiểm. Này! Anh làm gì đấy? Lúc nãy có một người cứ đứng trước xe chị chụp ảnh. Chả hiểu sao anh ta cứ đứng đấy để chụp ấy. Dạ thật. Tin nhắn đến này. Đường cao tốc Pháp Vân. Thôi, gọi liên kết. Chị đừng có truy cập vào. Trong này toàn là liên kết lừa đảo thôi đấy. Sao? Liên kết này là mã độc. Nếu như chị truy cập vào, chúng sẽ ăn cắp hết thông tin tài khoản ngân hàng của chị, sau đó rút hết tiền đấy. Rồi, chị bắn mất rồi, nắm nào bây giờ? Bây giờ chị lập tức gọi điện đến ngân hàng, đóng băng tài khoản thẻ lại, bảo mật lại điện thoại, tuyệt đối không chi trả giao dịch bất cứ thứ gì trên điện thoại. Kẻ ban nãy chụp xe của chị chính là kẻ lừa đảo, từ lần sau chị chú ý hơn nhé. Lâu lắm rồi em không gặp mặt chị đâu, khéo bây giờ em quên mất mặt chị ấy rồi đấy. Mày thì nhớ được ai bao giờ? Anh Sơn, tôi bị mất ví. Tôi không có biết đâu nhá. Tại em phải về quê gấp mà đang cần tiền. À, anh chị có tiền mặt không ạ? Cho em vay rồi em chuyển khoản lại cho. Cô cần bao nhiêu?
1 triệu ạ. Tôi chỉ còn 500 thôi. Vậy thì anh cho em vay 500, xong rồi em chuyển khoản lại cho. Cũng được. Đây ạ. Tôi chưa thấy tiền về. Chắc là tí nữa mới nhận được đấy ạ. Dạ, rồi em cảm ơn ạ. Qua đã. Cô gái, cô nói quê cô ở Nha Trang. Thế mà cô nói giọng Bắc chuẩn thế. Ờ, thì... Ban nãy khi cô chuyển khoản cho anh ấy, màn hình hiển thị thành công. Tuy là số tiền chính xác, nhưng mà thời gian thì lại không khớp. Chắc chắn là cô đã chuẩn bị ảnh từ trước. Tôi nói thế có đúng không? Đứng lại! Thế còn tiền của tôi? Bỏ đi. Coi như đây là bài học cho anh. Nếu như anh không bị lừa mất, thì cuối cùng anh cũng bị chị dâu em lấy mất thôi mà. Em gái xinh đẹp ơi, bên anh đang có chương trình tặng sạc dự phòng miễn phí này. Không, tôi không cần đâu, máy tính bảng của tôi vẫn còn pin. Thì em cứ lấy đi, đề phòng những cái lúc nhỡ nhàng ấy. Với cả đây là tặng miễn phí mà. Thế công ty của anh là công ty gì mà lại tặng quà cho khách hàng phóng khoáng đến vậy? Công ty anh đang có chương trình là tuyên truyền cho thương hiệu. Nên là em cứ thử lấy một cái sạc dự phòng đi. Đây là sạc nhanh mà, em cứ yên tâm nhá. Em bấm chấp nhận đi, mở ra là sạc nhanh rồi. Đáng tiếc cho anh hôm nay là gặp phải tôi rồi. Nếu như va phải một người không am hiểu về điện tử hoặc là người nào tham của rẻ thì chắc chắn rất dễ dàng dính bẫy của các người rồi. Anh nói tôi chấp nhận là để virus phá hoại hệ thống an toàn ở máy tôi đúng không? Sau đó dễ dàng điều khiển từ xa rồi ăn cắp thông tin cũng như là lấy toàn bộ số tiền trong máy của tôi có đúng không? Dù chiếc sạc điện thoại này có rẻ đến mấy thì cũng không thể là hàng tặng được. Anh nói là quảng cáo cho nhãn hàng. Vậy mà trên chiếc sạc điện thoại này không hề có logo hay là bất cứ thông tin sản phẩm gì cả.